Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách nấu bò kho rất là thơm ngon và đơn giản. Nấu như thế nào để miếng bò được nhanh mềm và gia vị ướp bò kho thật thơm ngon. Nếu các bạn muốn biết thì bây giờ xin mời các bạn theo dõi video của mình nha. Mình có 2 ký thịt bò. Ở đây mình sử dụng bò bắp nè các bạn. Bò bắp thì mình ăn mình thấy nó ngon hơn. Các bạn cũng có thể sử dụng bất cứ thịt bò nào khác nha. Mình cắt như thế nào cũng được, miễn là vừa ăn đối với gia đình mình thôi. Sau khi cắt xong 2 ký thịt bò bắp, bây giờ mình sẽ cho ra cái xin để mà mình rửa. Mình chỉ cần rửa 2-3 nước là được nha các bạn, mình không có cần phải rửa nhiều. Sau khi rửa xong rồi mình cho nó vô cái thau. Bây giờ là mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh rượu nấu ăn. Đây là rượu Thiệu Hưng mà gia đình mình hay xài nè. Mình lấy nửa củ gừng, mình cắt mỏng, sau đó là mình đâm cho nó nát ra để mà mình ướp vào trong thịt bò này luôn. Cuối cùng là mình sẽ cho vô cái thau thịt bò này 1 muỗng canh bột năng. Bột năng này nó có tác dụng là nó sẽ rửa sạch những cái dơ của thịt bò nãy giờ đó các bạn. Cho nên hồi nãy mình nói các bạn là các bạn không có nên rửa nhiều. Bây giờ là mình để cái thịt bò này ở đây khoảng 10 tới 15 phút. Và trong thời gian mà mình chờ thịt bò, bây giờ mình sẽ pha cái phần gia vị để mà mình ướp bò kho nha. Mình cho vô cái chén 1 muỗng canh bột tỏi, 1 muỗng canh bột hành, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Mình cho vô đây thêm 4 cái cánh hồi, một vài giọt màu đỏ nữa nha, để cho thịt bò mình nó có đỏ đỏ, nó đẹp nè. Mình bắt cái chảo lên bếp. Mình cho vô chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Mình trộn đều cái phần gia vị này, sau đó mình sẽ cho vô chảo để mà mình phi thơm cái gia vị. Cái gia vị này nếu mà mình ướp trực tiếp vào thịt bò thì nó sẽ không có thơm bằng khi mà mình phi gia vị này lên nha các bạn. Cho nên mình chịu khó thêm cái bước này nè, mình phi thơm gia vị này rồi sau đó thì mình sẽ ướp vào thịt bò. Cái gia vị này mình không có phi lâu đâu, mình chỉ cần nghe mùi thơm là mình có thể tắt lò. Khi mà mình thấy nó sôi lên khoảng chừng 1 phút thì nó sẽ bay mùi thơm. Rồi lúc đó là mình tắt lò, mình đem đi ướp với thịt bò được rồi nha. Quay lại phần thịt bò. Thịt bò này bây giờ mình sẽ rửa sạch. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái phần gia vị mà mình phi thơm hồi nãy. Mình cho vào mình ướp. Các bạn nhớ mang bao tay vô nha. Tại cái phần này nó có màu, nó bị dính cái tay nhiều lắm. Rồi mình bóp cái phần thịt bò này cho nó đều hết. Sau đó thì mình sẽ cho phần tỏi, gừng, hành, mỗi thứ một nửa vào để mình ướp chung với thịt bò. Phần tỏi băm, gừng băm và hành băm này mình đã chuẩn bị trước khi mà mình cắt thịt bò đó các bạn. Mỗi thứ thì mình xài 2 muỗng canh. Bây giờ mình sẽ ướp thịt bò này mỗi thứ 1 muỗng canh nha. Bỏ 1 muỗng canh gừng vô. Mình cũng cho thêm vô đây là 2 muỗng canh tương hột luôn nha các bạn, để cho mùi vị của nó được thơm ngon hơn. Tương hột này ở trong cái hũ á, nó rất là mềm luôn. Mình có thể bóp nó nát ra cũng được nữa. Và mình cũng ướp vào đây thêm 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn. Rồi, bây giờ trộn đều lên nè. Mình ướp để khoảng nửa tiếng thì mình có thể là mình bắt đầu mình xào thịt bò. Mình xào cho nó săn trước rồi mình mới cho nước vô để mà mình nấu.
Thịt này mình ướp được nửa tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ cho vô cái nồi để mà mình xào cho nó săn cái thịt lại. Mình bắt một cái nồi lên trên bếp. Mình cho vô đây một muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ là mình cho tỏi, gừng và hành tím băm nhuyễn. Mình xào cho thơm. Sau đó thì mình sẽ cho toàn bộ phần thịt bò vào để mình xào cho nó săn lại nha. Mình cho vô đây thêm 2 muỗng canh ketchup là tương cà đó các bạn. Phần tương cà này mình cho vô để cho cái thịt nó đậm đà hơn. Và thêm một lý do nữa là trong cái tương cà nó sẽ có vị chua, acid thì nó sẽ làm cho cái thịt bò mình khi mà mình nấu nó sẽ nhanh mềm hơn. Nồi thịt bò này của mình nấu nãy giờ là 15 phút. Bây giờ mình sẽ cho qua bên cái nồi lớn hơn để mà mình nấu. Thì bên này mình đã có sẵn một cái nồi nước sôi á. Mình cho vô đây là 3 lít nước nè. Rồi mình bây giờ là mình sẽ cho thịt bò vô trong cái nồi lớn hơn bên này ha. Cái nước bên này nó đã sôi đó. Bây giờ mình sẽ cho thịt bò vô. Trong khi mà mình xào thịt bò thì ở bên này là mình đã chuẩn bị một nồi nước sôi trước rồi nha. Khi mà mình xào xong cái phần thịt bò này thì cái nước của mình nó đã sôi rồi. Thì bây giờ mình cho nó qua bên cái nồi lớn hơn. Và đồng thời khi mà nó sôi lên á, mình lấy cái cây vợt để mà mình hớt những cái bọt dơ ở trong cái nồi này ra luôn nha. Sau khi mình vớt hết bọt ra, bây giờ mình nêm nếm gia vị luôn. Mình cho vô đây là 3 viên đường thốt nốt nè, khoảng 60g. Bột nêm. Mình cho 4 muỗng nha, 4 muỗng, đây là muỗng cà phê nhưng mà muỗng nó vuông luôn đó. Nửa muỗng cà phê muối. Mình cho dầu hào luôn nha các bạn. Mình cho một muỗng canh dầu hào. Sau khi nêm nếm gia vị xong, mình sẽ cho vô đây thêm là một chai nước dừa. Đây là nước dừa uống các bạn, nước dừa tươi á. Một chai này là 1 lít nước. 1 lít nước dừa. Mình nêm trước như vậy thôi. Bây giờ là mình đậy nắp lại mình nấu ha. Mình đợi nó sôi mình đậy nắp lại mình nấu. Sau đó là mình nêm nếm lại nữa. Mình nêm trước đó. Lý do mình nêm trước là để cho cái phần thịt đó nó thấm gia vị á các bạn. Thấm nó đậm đà cái phần thịt bò của mình. Mình đợi cái nồi sôi lên rồi mình sẽ đậy nắp lại để mà mình nấu. Mình cho vô cái nồi này khoảng 2 muỗng canh màu điều nữa cho cái màu nó đẹp hơn nha các bạn. Cái điều này là mình mua cái hạt á, rồi mình phi để mình lấy cái màu mình cất lại để mình xài á. Thì 2 muỗng canh là khoảng cỡ 4 cái muỗng này nha. 3 4. Đó, mình cho cái màu nó đẹp hơn. Cái nồi nó sôi lên, bây giờ mình đậy nắp lại. Mình nấu khoảng 1 tiếng nữa nha. Từ 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi. Thì mình trong thời gian đó thì mình phải canh nó, mình hớt bọt nha các bạn. Cái nồi này mình đã nấu được 1 tiếng 15 phút. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần cà rốt vào nha.
trước khi cho cà rốt thì mình đã nêm nếm gia vị lại nữa. Thì mình thấy nó hơi lạc cho nên mình cũng cho thêm 4 muỗng cà phê bột nêm vào nữa. Phần đường thì mình đã lượng đường mình cho vô đã đủ rồi đó. Tại vì có thêm nước dừa nó cũng đã ngọt nữa. Rồi mình cho thêm 3 viên đường thốt nốt. Thì mình chỉ cần thêm bột nêm thôi. Sau khi mà nó sôi lên thì mình sẽ cho thêm củ hành tây vào. Mình cũng cho vô đây thêm 4 muỗng cà phê dầu màu điều. Tại vì hồi nãy giờ nó sôi lên rồi mình hớt bỏ nó cũng đã mất cái phần màu đỏ. Nó nổi lên trên mặt đó. Thì bây giờ mình sẽ thêm vào nữa. Lần này là mình chuẩn bị mình tắt lửa đó. Cuối cùng thì mình sẽ cho vô nồi nửa chén bột năng pha với nước loãng. Để mà mình cho cái phần nước này nó sánh đặc hơn một chút xíu. Mình khuấy đều lên rồi mình chờ cho nó sôi lại là mình tắt lửa. Mình dọn ra mình ăn được rồi nha các bạn. Mình múc ra tô để mà mình thưởng thức cùng với lại muối tiêu chanh. Rồi thêm vài cọng rau quế, rau ngò gai. Mình ăn chung với bánh mì hoặc là mình ăn với hủ tiếu bò kho đều được nha. Mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu như thích video của mình thì các bạn tặng cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Bây giờ thì mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.